Xin chào các bạn, đây là project của nhóm HKT. Đó chính là một cái đồng hồ hiển thị nhiệt độ và thời gian thực sử dụng chip MSB430 của TI. Sau đây mình xin nói sơ về phần cứng. Phần cứng như các bạn thấy, cái đồng hồ này có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Được thiết kế với chiều dài là 9cm và chiều rộng là 9cm luôn. Sử dụng một nguồn pin 9V. Và sau đây mình xin giới thiệu một số module cụ thể. Đầu tiên, đó chính là cái LCD. Cái LCD này giao tiếp với chip MSB430, chỉ với 3 đầu dây, sử dụng thanh ghi dịch HC595, rất là tiện lợi và tiết kiệm chân. Và ở đây là cái touchpad. Đây là con tem 100, cũng của TI, là một con cảm biến nhiệt độ khá hay và có nhiều tính năng. Đây là con DS1307, chip đồng hồ hiển thị thời gian thực. Như các bạn thấy, với cái module tiện lợi này, thôi cắt ở đây vậy.